Chúc Minh và Hồng Mai xin thân ái kính chào quý khán giả rất thân thương. Em xin kính chào cô. Cảm ơn con. Con biết rằng là hôm nay đó, sắp sửa đến mọi khi cứ đến 30 tháng 4 là cô khóc phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ cô bảo mình phải là vùng lên để mình phải quyết tâm, để mình phải là kêu gọi bà con để mau là phải chiến đấu mới chiến thắng được, để có một ngày về mình không khóc, không có ủy mị nữa. Giờ đây nhất định hôm nay cô phải mặc cái áo đỏ để cô phải mặc chiến thắng. Cô mặc cái áo đỏ để cho bảo mình rằng là phải là quyết tâm, hạ quyết tâm đó, chứ từ hồi nào giờ con đâu có thấy cô mặc áo đỏ phải không? Dạ không. Hôm nay Tết cũng mặc áo đỏ. Chị Tết thì có mặc áo đỏ hay là Christmas thôi, mà hôm nay tự nhiên 30 tháng 4 cô mặc ngay cái áo này, con cũng nói ủa sao hôm nay cô lại mặc cái áo màu đỏ. Cô nói hôm nay mà là hôm mình nay có vẻ quê hương nó cổ hở nữa đây này, cái này cổ các bà già xưa thôi. Bây giờ cô vào chương trình. Vâng. Để cho quý khán giả thấy rằng là cô nghĩa là phấn đấu như thế nào. Xin yeah. quý vị hãy lắng nghe bài thơ lính. Cần mời thân cô. Tặng hai người này cùng là lính. Lính tặng cho lính. Mai Khuê và Minh Châu. Oh, Mai Khuê và Minh Châu. Một người thì lính chiến đấu và một người là nữ quân nha. Cũng là lính luôn. Dạ vâng. Nghe anh đọc những bài thơ lính, áo chật dày xô một thủa nào. Một thủa non sông mờ khói lửa, chuyện xưa bừng dậy mắt như sao. Người lính già đi qua ngõ nhỏ, đắm chiêu nhớ lại khúc phim đời. 40 năm trước tay cầm súng, gìn giữ quê hương của dòng nòi. Anh xứng danh là trai đất Việt, nợ non sông chẳng thẹn với đời. Trái tim vẫn hướng về quê mẹ, một góc trời xa mãi nổi trôi. Nghe anh đọc những bài thơ lính, tiếng vọng trùng dương rất thiết tha. Đất nước còn đây người lính chiến, đi vào lịch sử tháng năm qua. Xin cảm tạ quý vị khán giả. Và đây là bài thơ của nữ sĩ 85 tuổi, đó là Dương Hồng Anh. 86 tuổi, cứ bớt của người một tuổi hoài. Và hôm nay con có bài thơ nào của lính hay nào? À, khi về ngang đồn cũ. Đúng rồi, hay. Dạ thưa quý vị, của Nguyễn Kim Bắc. Dạ vâng, trong tập thơ là Bắn ở đưa tin. Dạ. Đâu những ngày qua rạng chiến công, và đâu khói súng đượm cay nồng. Xưa sao ngạo nghễ bao hào lũy, nay lại tiêu điều một bên ở sông. Đất nước thanh bình thôi máu lửa, dân tình thống khổ mắc xiềng ngông. Bao nhiêu kỷ niệm mùa tao loạn đã khắc mở theo dấu ngựa hồng. Xin cảm ơn quý vị. Trong những bài thơ nhớ về lính thì hôm nay Trúc Minh chỉ có ngâm 4 câu thơ.
tình cuối. Xem tình là cuối. Tình đầu rồi có tình cuối. Và hôm nay chúng mình chỉ gửi đến là quý khán giả 4 câu thôi, là tình cuối. Tình cuối. Dạ. Cuộc đời bỗng thấy mình yêu, hồn ta sống lại những chiều vần nở vỡ. Bao năm lòng những ơ hờ, tình muôn kiếp trước bây giờ là đây. Đó là tình cuối. Tình đầu thì không biết ra sao, bây giờ chỉ còn tình cuối thôi. Tình đầu thì nó đẹp lắm, bởi vì người ta nói rằng là cái gì, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Thì tình đầu nó đẹp lắm. Yêu yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp, tình mười năm còn lại chút, chút tờ thơ. Mộng bâng quơ hò hẹn chẳng là ư. Bài thơ đó con biết của ai không? Nhà thơ của ai ạ? Của Vũ Hoàng Chương. À, của Vũ Hoàng Chương. Cô sẽ tìm và bài những bài thơ của Vũ Hoàng Chương mà trong đó có những cái câu rất đẹp. Một áng gươm bay ngàn thủa đẹp, dù sai hay chúng vẫn là. Cho nên cô, con thấy rằng là cô khuyến khích con là đọc nhiều thơ và tìm hiểu về thơ, đâu có phải là phí lãng phí phải không? Càng đọc bao nhiêu thì mình thứ nhất là mình trở lên là hiểu biết. Mình trở nên mình hiểu biết thì mình sẽ thành, mình sẽ được dính vào một chút là trí thức. Con thấy cái cô ghê chưa? Cô ghê nghĩa quá là, nghĩa là mình không phải là trí thức, mình không được học hành đến nơi, thì bây giờ mình ráng mình đọc sách để mình trở thành, mình học mỗi ngày một câu, học lâu cũng biết thì cô mình cũng thể dựa vào trí thức. Cho nên con biết không, ở trong những cái cuốn sách mà bất cứ những cái văn đàn thời đại hay là Hoa Tiên hay là Bút Hoa hay gì đó, là cô đều là cứ như là cái con mọt nhậm sách vậy đó. Dạ. Dẫn cô đọc hết. Thế là cô sinh ra từ một trong gia đình gọi là bố mẹ đã là thi sĩ rồi. Thì cứ vậy mà con theo, từ trong bụng mẹ cô đã có những vần thơ không, của mẹ để lại thì, cho cô rồi. Hồi xưa thì người ta nói như thế này là, thưa quý khán giả, các cụ hay nói rằng cha truyền con nối. Dạ. Và cái gì, nòi nào thì giống đấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì không có đâu ạ. Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, đều là nhà thơ. Mà con thì bây giờ 8-9 đứa, chẳng đứa nào nó theo cái nghiệp của bố mẹ. Của bố như mẹ. Vậy là sang bên đây là không còn như bị mai một rồi. Không, sang bên đây những cái câu mà tục ngữ cái ra ngoài xưa là nó thay đổi rồi, tên thì đi trước mà họ thì đi sau rồi. Thì bây giờ nó có thay đổi thì thưa quý vị, mình cũng phải chấp nhận vậy thôi.